À, chào quý vị các bạn, hôm nay tôi sửa quạt này xem nó như thế nào. Để tôi kiểm tra cắm điện vào xem sao. Rồi, không có nhúc nhích gì ạ. Chặt này, rất là chặt. Này khó đợi quá. Thật quá. Ai rồi. Chặt đấy, chặt không thể ấy được. Các bạn xem ở bên trong này, nếu mà bị trượt thì chúng ta không bỏ dầu được, nhưng mà không bị trượt chúng ta có thể bỏ dầu được. Bỏ dầu xem sao. Sau này cũng vậy, chúng ta đưa bỏ dầu vào cho nó. Quá chặt, không biết trên thế nào rồi. Khó quá. Để xem thử có nên thay trục hay không, chúng ta phải làm cho nó mềm ra. Còn rất chặt, chặt quá. Làm sao này? Ôi trời ơi. Ở đây, 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 đây. Chúng ta nhổ. Nhổ
nhà dâu qua làm mềm rồi đó. Đúng rồi, phụ à. Thắng phụ đúng rồi, đấy cũng còn rồi đây này, cũng còn lấy còn con tàn nữa phụ đây. Mê tàn cho phụ trai mê. Để chạy được đúng rồi là chạy. Có quá các bạn, có chặt bây giờ khởi ra không khởi được. Rồi như vậy cái này thì bị hỏng đây các bạn này, hỏng đây chơi hỏng cốt này, đu bài, nói chung là hỏng cả cốt cả dây. Rồi như vậy chúng ta phải loại nó thôi, cái này bà cả trước còn hỏng. Như vậy là bị hỏng cuộn dây, như vậy thì thôi chúng ta tạm thời ấy đi, tạm thời thôi
dừng đó.